To nè cả nhà, đó, to lên nè. Trời đã quá. Đây, giờ thì mời cả nhà thấy chung hiện cả nhà. Đây nè. Nó phải chí, nó phải chí, phải chí nè. Ai có ăn cái này không? Ăn Cho, ai cho ăn vậy? Tỉnh bơ. Ông Chris thì ông lo ông ngồi ăn ổi. Hello, xin chào ngày mới cả nhà. Hiền chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Hôm nay thì Hiền mời cả nhà ra thăm mấy cái dây leo chung với Hiền cả nhà ha. Nếu mà cả nhà xem kênh thấy thích thì mọi người cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Cả nhà ơi, Hiền quay sơ sơ cho cả nhà xem mấy cái dây leo của Hiền á. Thì đến hôm nay Hiền thấy mấy trái dưa, ủa quên, trời tính nó dưa vậy trời. Khổ qua, mấy trái khổ qua nè cả nhà. Này khổ qua xanh đúng không? Khổ qua xanh Việt Nam nè. Đó, mình thấy nó cũng bắt đầu nó lên lại rải mấy trái khổ qua nè cả nhà nhìn nè. Đó, có mấy trái cũng to to hết cả nhà ha. Đó. Xong rồi. Đây, trong đây nữa nè. Đó, bên đây nữa nè cả nhà ha. Đó. Bên đó đó, đó, nó leo thì nó chen chúc ở khắp mọi nơi ha cả nhà ha. Không biết ở bên trong có không thì mình không biết. Đây. Mình đang vô ngó nghiêng ngó dọc thử tại vì hôm trước có con trái chính ở bên trong mình nó bự cách sòng kia luôn nè cả nhà ha. Đang trái nè. Đó. Thì úi chà, đây có mấy trái khổ qua rừng, đây khổ qua rừng Thái Lan cả nhà ơi, đây trái này cũng vừa rồi nè cả nhà, mời cả nhà hái chung với Hiền. Đó, hôm nay là nho chưa thấy lên dữ trời, nho thì cũng chậm. Đây, hôm nay thì lại mang cái bịch hộp ra để tiếp tục gieo hạt đó cả nhà. Đó. Đây mời cả nhà hái chung cái trái khổ qua này. Trời, nó nằm ở dưới thấp nè cái gì nhìn thấy không? Nó bự rồi nè. Cái này là bự đúng mức cần thiết rồi đó. Hôm nay thì em éo quỵt em từ chối ra vườn cả nhà. Hôm nay em muốn ở trong nhà chơi. Nhìn bữa muốn ở trong nhà chơi, nhìn bữa thì ra hết cả nhà ha. Đó. Đây của nhà có thể thấy đây là những cái quả dưa hấu tí hon mà đợt này nhìn thấy mấy quả dưa hấu tí hon của Hiền nó khổng lồ lên nè cả nhà. Cả nhà nhìn nè, nó bự dễ sợ không cả nhà. Đây nè. Đây nè. Trời, nó bự nè. To nè cả nhà. Đó. To lên nè. Trời đã quá. Đây, giờ thì mời cả nhà thấy chung hiện cả nhà. Đây nè. Đây, quả này. Đó. Đây nha. Thấy mấy trái to ha. Nó cũng ra. Ý, ôi trời 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 ở đây nè. Cái trái ở đây quá trời to nè cả nhà nhìn ha. Wow. To vậy sao to luôn. Đó. Bây giờ tiếp tục. Cả nhà có nghe cái bài Đường Xưa Mây Trắng của ngài Thích Nhất Hạnh chưa cả nhà? Hiền xem, Hiền nghe tới cái phần mấy ta? Nghe phần 6 hay gì đó. Hiền quá bất ngờ tại vì ngày xưa Phật đã thành đạo mà vẫn bị hại ha cả nhà ha. Vẫn bị hại vô oan á. Trời, bởi vậy Phật mà còn bị nữa. Huống hồ tới những người phàm mắt thịt như mình. Dễ gì không bị. Đây cả nhà ơi. Được. Nhưng mà có điều Hiền là một người tin vào nhân quả, cho nên Phật dù bị hại cả nhà, nhưng mà cuối cùng rồi mọi mọi cái sự thật nó cũng phơi bày ra hết trơn à. Giống như Hiền mới nghe là có một cô cổ vu oan, là cổ vu oan cho Phật á, xong rồi cái trong trong lúc đó luôn là cổ bị vạch trần ngay lúc đó luôn. Bởi vì sống sống ép làm chi, nhân quả có mà. Ôi chà, đã quá, chỉ cần mình sống thiện thì từ từ cái gì mình muốn cũng tới, đúng không cả nhà? Hiền luôn luôn tin vào điều đó và Hiền thấy đúng thật. Khi mà mình sống thiện á, mình học theo đạo Phật, mình làm theo lời Phật dạy thì Hiền thấy giống như là, với lại mình tập chứa đại bi rồi hết cả nhà, Hiền thấy giống như là mình được một cái sự bảo vệ vậy đó, vô hình vậy đó cả nhà. Không biết cả nhà những bạn mà theo đạo Phật mà đọc chú Đại Bi hoặc là hành trì Phật pháp mỗi ngày có thấy giống Hiền không? Đây. Tại vì đôi khi á mình chia sẻ hoặc là mình nghe từ những bạn mà cũng học giống như mình rồi cũng có những cái trải nghiệm giống như mình thì sẽ hiểu được, ôi hôm nay cũng được nhiều quá, toàn trái to không à, sẽ hiểu được là những điều đó hoàn toàn có thiệt đó. Ui cái này cũng to nữa là cả nhà ơi, trái này vậy nè. Wow, nó mọc, nó mọc cũng nhiều cả nhà nè. Ôi trái này sao vậy,
cái này bị rỗng rồi. Đây cái này. Mà Hiền luôn tin tưởng là khi mà mình sống tốt á, thì dù cái xấu nó có tới thì mình cũng vượt qua được á cả nhà. Nó giống như là giả sử như mấy kiếp trước mình có làm những việc xấu mà mình không biết được, nhưng mà kiếp này mình sống tốt đúng không, thì mình vẫn sẽ trả quả báo chứ, tại vì quả báo mình gây là không thể nào thoát được. Nhưng mà vì mình bắt đầu đổ cái nước như là kiểu một cái ly toàn là muối, mà bây giờ mình bắt đầu mình đổ nước như từ từ, thì cái ly đó nó sẽ bắt đầu bớt mặn, và mình cứ làm việc phước hoài, mình cứ tu tập hoài, cứ đọc chú đại bi hoài, đọc kinh, thì dần dần nó cả nhà, cái nghiệp đó nó vẫn sẽ đổ ra chứ sao không, tại vì ai vay cũng phải trả hết trơn á, nhưng mà nó sẽ xảy ra nhẹ nhàng hơn so với nếu mình không tu tập, không làm việc tốt. Mình thấy cúng dường á cả nhà ở bên Việt Nam gần chùa chiền được có cơ hội cúng dường là quá sướng luôn. Còn Hiền bên đây là ít được đi chùa, tại nhà Hiền không gần chùa, cho nên Hiền cúng dường từ xa theo khả năng của mình thôi. Mình có ít thì mình làm ít, nhưng mà cái tâm mình lớn thì là cái phước nó lớn theo đó cả nhà. Đó. Với lại ha, hồi lúc trước khi mà Hiền chia sẻ về chú Đại Bi á, cái có nhiều em hỏi Hiền rất là vui, tại vì Hiền thích nghe những cái bạn trẻ bắt đầu hỏi để tu tập. Thì Hiền nghĩ các bạn muốn tu tập tại vì các bạn muốn có những cái ước muốn, những cái khát khao muốn thành sự thật á. Đây, wow, đã quá cả nhà ha. Cho nên á, hy vọng là các bạn đã tu tập và đã được theo cái nguyện vọng của các bạn. Nhưng mà Hiền có một cái này, trong đây có con trái chắc Hiền phải hái, không cả nhà không thấy được quá. Nhưng mà Hiền có một cái lời khuyên là sau khi các bạn đã được những cái điều mà mình muốn rồi á, các bạn cũng đừng có ngừng tu tập. Tại vì tiếp tục tu tập là mình luôn luôn có được sự gia trì của bề trên. Hôm nay cũng được mớ chứ cả nhà ha, cả nhà. Đây nè, cũng nhiều nè. Kiếm tiếp cả nhà ơi. Mà khi mà mình được sự gia trì á cả nhà, thì mình luôn được những cái vị long thần hộ pháp mách bảo chỉ dẫn cho con đường đi đúng. Không ai hại được mình cả nhà. Người xấu không hại được mình. Đây. Cái này á, nếu mà cả nhà nghe những anh chị khác chia sẻ về tu tập thì cũng sẽ có những cái kinh nghiệm như vậy, cũng giống vậy, là được sự gia trì, sự bảo vệ. Ui à, đã quá cả nhà, hôm nay được nhiều quá ha. Thích quá à. Trọng này thích. Đi ra màu mẩm mẩm này, đi ra. Đây nè cả nhà, nó rú bên kia nè. Hôm nay cũng được nhiều, có khi nào Hiền trộn gì ăn không tươi. Thì đó cả nhà, Hiền hy vọng là các bạn, ui ở đây nữa nè, sẽ tu tập và sẽ ngay cả sau khi đạt được ước mơ cũng không từ bỏ tu tập. Đây, nhà nghe tiếng em bé quật không? Hôm nay cái video này là coi như là Hiền hái. Ôi trời, đây nè, nó nhiều cả nhà, giờ nó rộ lên rồi cả nhà ha. Phải chờ cho nó rộ lên. 21 nè, 2 nè, 3 nè. Đấy, đã quá. Em quýt dạo này em cũng chịu ăn nhiều hố tí hơn cả nhà. Vậy nó mọc ở vô trong á ha. Đi mò tiếp cả nhà. Đây nè, nghe thấy không? Ủa, nó cứ bị lá che. Đây, hôm nay là hái quá trời dưa hấu tí hon luôn. Trộn gì ăn tơi. Rủ một khuyết xong ăn. Đây, ở đây cái này cả nhà. Đây, ủa, một trái ở đây. Để Hiền coi còn không, trắng còn cả nhà. Đây là cả nhà ha, đây nè, quả đây nè, nó lú lú hoài đó, hái hồi mà nó đầy tay hoài cả nhà. May nhiều quá ha. Ở đây nè cả nhà, ở đây Hiền mò qua cái Hiền thấy cũng bài trái nè,
Đấy luôn, hôm nay được mấy trái to to không mà trời. Ba trái. Ui ở đây nữa nè. 4 5 Ui trời ơi ở đây nữa. Che hoài, lấp lấp ló ló hoài nè cưng. Trời đã quá. Ui ở trong nữa kìa. Quá trời luôn, quá trời luôn. Sớm quá. Hai đã tay luôn trời. Đây, ở đây là khổ qua màu trắng nè cả nhà thấy không? Bên kia là khổ qua màu xanh với khổ qua rừng. Đó. Còn không ta ơi. Còn à. Trời. Hôm nay là hái mệt nghỉ luôn ta ơi. Đây nè, cái này to quá trời này. Đây nè ha. Đây cả nhà ơi. Đây. Ui trái này nữa nè cả nhà, trái này nữa nè. À. Tròn gió luôn. Uống nuôi hiền muội nè cả nhà, uống nuôi hiền muội nè. Chỉ cần mình sống thiện cả nhà. Mình sống thiện thì cái gì dù có khó cũng vượt qua được. Đây nữa nè. Đấy. Với lại á, khi mà mình sống thiện á thì Hiền thấy tối mình ngủ cũng rất là ngon. Tối ngủ ngon mình đâu có gì để lo cả nhà. Cả nhà có công nhận điều đó không? Mày ở đây nữa nè. Trời ơi, nhiều quá. Đấy. Đây nè. Rồi, như sơn sơn như đó hôm nay hết rồi cả nhà, cũng được quá trời nhiều luôn. Ui, ui quá trời nè. Đây Hiền thấy thêm trái nữa nè cả nhà. Đó. Ở góc này thấy thêm trái nữa sẵn hái luôn. Ơ, à, góc này lại thêm trái nữa, cả nhà thấy không? Treo lủng lẳng tủng tẳng này. Trời ơi, ổng bây giờ ổng mê ổi kìa, ổng tự mang ổi ra ổng ăn nè, hay hết đi. Khi như ghép đây mà biết tức, mà phi up this, see if they will help them. Ừ. Ủa, con cho mấy con chuột thử à. Ủa, bắt được con bự trái bự đây. Ẩm ẩm xuống dưới á con, ẩm lên trên chị. Ôi ôi trời, tôi nghe con chuột không, cái tuấn đấy kìa, cái mặt nó như kiểu hại đời tôi quá. Ôi cái mặt nó như kiểu hại đời tôi quá. You look at her eyes, Chris. Trời trời trời, con nó phái chí, nó phái chí, phái chí nè. Ê, có ăn cái này không? Ăn cơ. Nó mới đâu nhảy xuống tôi, còn nó kìa. Look, what would? Nó đi vòng vòng nè. Bây giờ con Chris thả nó vô đây, nó đi vòng vòng nè cả nhà. Ừ, con bỏ nó vô đây được nè. Mày thấy nó không nhảy xuống. Yay, good job. Trời, trời ơi, Chris look straight to the. Trời ơi, em ăn cái cây lá dứa của Huyền. Because it smells so good. That's right. Trời ơi, trời, ai cho ăn vậy? Tỉnh bơ. You see this? Straight to it. Is that the onion? No, that's pandan leaf. The one that smells really good. Pandan. Yeah. Đúc cho nó đi coi. Cho nó ăn đi. I'm happier. Ừ, con hát nó đi. Gọi. Ơi, không cho ăn nữa nha. It's exploring now. Nó đi, nó khám phá nè. Cả nhà có hai con chuột nè. That's a good idea. Ôi. Ôi. Let it go. Yucky tree. Hey. She can't eat it all. She loves it. Yeah. Ah. Ah, yummy. Yum, yum. Look. They both love it. This is mine. Oh, this. Trời ơi, hai con chuột. Nó chiến đấu để ăn kìa. Trời ơi, nhìn dễ thương quá cả nhà ha. Để nó nghe ngoài ánh sáng thì nhìn thấy cưng dễ sợ. Nè, ăn dưa hấu tí hơn không? Dưa xong thấy không để ý gì rồi. Nè con. À, dưa hấu tí hơn. Ăn đi con, ăn đi. Ừ, cho nó vài trái đi con. Trời ơi, con có tướng nước kìa cả nhà ơi. Trời ơi, còn Chris thì ổng lo ổng ngồi ăn ổi còn.
Hiền hiền cho nó thử ăn dưa hấu tí hon thử coi nó ăn không, mà thấy nó không để ý tới thì nó lo nó ăn cái cây lá dứa của Hiền không mà cả nhà. Hôm nay thì hai vợ chồng Hiền và Bé Út xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn, hội gia đình Hiền. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye Daddy. Daddy bye. Bé Út bye bye. Bye bye Dad. Bye bye Dad. Bye cả nhà. Đúng rồi, bye cả nhà. Đúng.